Hiện tại thì anh Bùi Hồ không có dịp ở trên Sài Gòn, cho nên là mình Phong Bụi sẽ đại diện Bùi Hồ quay cái đoạn clip này. Anh Mến có một vài điều tâm sự gửi đến anh Bùi Hồ và rất nhiều người trong thời gian qua đã quan tâm đến cái hoàn cảnh của anh Mến. Anh Mến có thể chia sẻ cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ? Lúc này rất là vui, tâm trạng rất là vui luôn. Anh cũng gọi là cảm ơn đến tất cả có anh rất đều các cộng đồng mạng, những người qua luôn quan tâm và ủng hộ theo dõi tình hình của em, và xin gọi là cảm ơn đến các sự tốt luôn và những bệnh viện tốt luôn, những nhân viên bệnh viện rất real trong thời gian qua và luôn quan tâm tin tức em rất là đồng tình, anh cũng rất là nhiều. Hiện giờ em thấy anh có một cái sự tự tin cực kỳ lớn. Chỉ còn khoảng vài giờ đồng hồ nữa thôi thì anh phải tiến hành mổ rồi. Tự tin ở đây là cái điều mà rất là tốt đối với mình nha, để có thể là tạo một cái tâm trạng tốt với bác sĩ và bản thân anh. Thì nhưng mà trong lòng anh có một chút lo lắng gì không? Nói chung thật ra lắng thì cũng có lo lắng, nhưng mà anh rất là tự tin, rất là vui vì mình khóc được có khuôn mặt mới đó, là động lực của anh. Khi mà có khuôn mặt mới thì điều đầu tiên mà anh sẽ thực hiện là gì? Bây giờ thì nói chung là anh cũng chưa có dự định sau này như thế nào, nhưng mà anh có ước mơ là được đi tự do đó. Em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà anh Bùi Hồ đưa anh lên Sài Gòn đó, anh không dám ăn uống ngoài đường, anh phải về nhà em ăn, rồi anh cũng không dám kéo cái khuôn mặt ra. Lúc đó anh tự ti rất là lớn, nhưng mà ngày hôm nay thì anh có đủ tự tin bước ra đường không cần đeo khẩu trang không? Anh rất là tự tin bước vào đường không cần khẩu trang, anh ăn uống mọi lúc mọi nơi luôn. Cái điều mà em và anh Bùi Hồ cảm nhận rõ nhất đó là sự thay đổi về tính cách của anh. Đó là sự tự tin lớn, mà cuộc sống phải có sự tự tin. Và ngày mai nào em tin rằng các bác sĩ và bản thân anh sẽ đạt được một cái điều kỳ tích. Chúc anh nha.